chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Chúa đang bảo với bạn hôm nay, tôi hứa rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi sớm thôi. Bạn sẽ lại cười thật tươi. Bạn sẽ tìm thấy những cuộc phiêu lưu và tình yêu mới. Chúa sẽ khôi phục cuộc đời bạn và đau khổ của quá khứ sẽ không còn quan trọng nữa. Thật ra, sẽ có sự đẹp đẽ từ những cái cho nếu bạn cho phép Chúa cai quản. Nhấn like nếu bạn tin vào Chúa. Chúa đã thấy mỗi giọt nước mắt và tiếng khóc thầm của bạn. Ngài đã theo dõi cuộc đời bạn trong thời gian chờ đợi. Ngài đã cẩn thận tạo lối cho bạn trong sa mạc. Bạn chưa thấy nó, nhưng nó sẽ đến chắc chắn. Chúa hy vọng sẽ khôi phục cuộc đời bạn. Một số trong số bạn quá bận rộn với những gì bạn thấy rằng bạn quên đi những gì tâm hồn bạn đang nói. Tôi không quan tâm điều đó nhìn như thế nào, hoặc những kẻ khổng lồ đang đứng trước mặt bạn. Đây là mùa giờ đây và đột nhiên mọi thứ sẽ bắt đầu trôi vào chỗ. Đám mây chiến thắng đã đang che phủ lên bạn. Bạn có thể thấy những thứ giống như thất bại và tuyệt vọng nhưng sắp đến lúc nó đột nhiên thay đổi. Chúa sẽ dẫn dắt bạn đến một tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn và giữ cho bạn, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Một tình yêu có nền tảng được xây dựng trên Christ và cầu nguyện cùng bạn trong những trận bão. Nhập 333 để xác nhận điều đó. Tôi hy vọng bạn biết mình xứng đáng với một điều gì đó đẹp đẽ. Tôi hy vọng bạn yêu một người nào đó khiến bạn cảm thấy như một món quà và không bao giờ là gánh nặng. Tôi hy vọng tình yêu tiếp theo của bạn sẽ đầy đủ những gì bạn đã cầu nguyện và tin tưởng Chúa. Tôi cầu nguyện bạn sẽ sớm gặp gỡ một cái gì đó đẹp đẽ. Bạn xứng đáng thế. Hãy yêu Chúa Giêsu và sống trong vòng tay trung thành của Ngài. Ngài đang tạo lối cho bạn trong sự im lặng. Ngài đang lấy đi nỗi đau của bạn và biến nó thành một bản kể chuyện vĩ đại. Còn nhiều điều trong câu chuyện của bạn. Những ngày tốt nhất của bạn đang đến. Mùa giờ đây có thể khó khăn, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện của bạn. Ngài sẽ sớm làm một điều kỳ diệu sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Ai đó sắp đến trong cuộc đời bạn và chỉ cho bạn tại sao nó không hoạt động với bất kỳ ai khác. Cuối cùng bạn sẽ biết tại sao bạn phải chịu đựng nhiều đau đớn, và bạn sẽ cảm ơn Chúa vì nó đi theo con đường của Ngài. Tôi nhớ khi tôi muốn lời hứa, tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Trái tim tôi bị vỡ và tôi nghĩ rằng việc nhận được lời hứa sẽ giúp băng bó những vết thương và làm lành nỗi đau. Tôi đã vội và cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của tôi để làm cho nó xảy ra, nhưng tôi chỉ đang trì hoãn quá trình thôi. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi chưa sẵn sàng gần như thế. Và tôi đã hiểu rằng việc hồi phục còn quan trọng hơn cả việc nhận được lời hứa. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mà không có sự hồi phục, lời hứa sẽ bị phá hủy. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng thời gian của Chúa luôn là tốt nhất. Tôi biết bạn muốn nó ngay bây giờ, nhưng thời gian của Chúa luôn là tuyệt vời hơn. Ngài biết mình đang làm gì, và một ngày không xa, bạn sẽ nhận ra rằng nó đáng giá trong cuối cùng. Bạn sẽ thấy rằng Chúa yêu bạn quá nhiều để bạn ở lại nơi bạn đang ở. Ngài yêu bạn quá nhiều để bạn giải quyết. Ngài yêu bạn quá nhiều để cho bạn một điều đúng vào thời điểm sai. Bạn sẽ thấy rằng Ngài yêu bạn đến tận cùng. Bạn không hiểu nó bây giờ, nhưng sớm thôi. Tôi cầu nguyện bạn sẽ không còn bị mơ hồ, không còn bị chết điểm và không còn bị giả mạo nữa.
Tôi cầu nguyện đây là mùa giờ đây để Chúa giới thiệu bạn với người bạn đã cầu nguyện cho bạn. Sự mong đợi của bạn, nó có thể không thoải mái, nhưng thay đổi không bao giờ cảm thấy thoải mái. Nó là một quá trình và nó làm cho bạn bối rối và đau đớn đôi khi, nhưng cần thiết. Điều này cần thiết cho sự phát triển của bạn. Điều này cần thiết cho những điều tuyệt vời mà Chúa đã sắp xếp cho bạn. Tất cả đều là một phần của quá trình và bạn sẽ sớm nhận ra tại sao bạn phải trải qua tất cả những gì đã xảy ra. Gõ 10-10 để nhận được điều đó. Bạn đang đợi một điều gì đó đẹp đẽ. Đừng chấp nhận khi bạn cô đơn. Có một người nào đó đang chờ đợi yêu bạn đúng cách. Ước muốn của bạn đang ở đó. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng. Phép lạ xảy ra hàng ngày. Gõ 333 để nhận được điều đó. Một mùa mới đang đến. Một số trong số bạn biết về điều đó. Bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi mặc dù mắt của bạn chưa thấy rõ. Nhưng đừng từ bỏ quá sớm. Bạn không sai. Đó là một quá trình. Có thể là rắc rối, nhưng bạn không cần phải biết chi tiết. Chỉ cần biết rằng một điều gì đó đẹp và hoàn toàn mới sắp xuất hiện trong cuộc đời bạn. Một mùa mới đang tải. Và bạn sẽ yêu mùa này. Gõ amen để xác nhận điều đó. Và nếu bạn đang đối mặt với một tình huống bất khả thi, hãy nhớ rằng Ngài là Thượng Đế của sự bất khả thi. Một động thái có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Một lời từ miệng Ngài có thể làm dịu cơn bão. Gõ 11-11 để xác nhận điều đó. Thời gian chờ đợi có một mục đích đáng kể. Thượng Đế không lãng phí bất kỳ mùa nào. Và thường thời gian chờ đợi là quan trọng khi bạn đang chờ đợi điều gì đó đáng có. Đừng lãng phí thời gian quý giá này. Đây là nơi mọi thứ thay đổi. Đây là nơi mà đế chế của bạn được xây dựng. Đừng sợ chờ đợi. Theo đuổi mọi giấc mơ được ban cho bởi Thượng Đế và quan sát nó thăng hoa. Gõ tôi yêu Thượng Đế để thể hiện tình yêu của bạn đối với Thượng Đế. Nếu bạn muốn kết hôn, tôi hy vọng bạn biết rằng Thượng Đế đang đặt các mảnh ghép cùng nhau và tất cả những gì bạn trải qua đều là sự chuẩn bị. Kinh Thánh nói rằng không tốt khi con người đơn độc. Bạn nghĩ Ngài sẽ từ bỏ ước muốn của bạn? Không bao giờ. Nó đang đến. Gõ amen nếu bạn đồng ý. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của chúng ta, sự đột phá sẽ gần nhất. Tôi biết bạn cảm thấy như mọi thứ đang sai lầm. Nhưng đây là lúc Thượng Đế làm việc tốt nhất của Ngài. Những thử thách và thất bại là sự chứng minh rằng bạn đang gần hơn. Kiên trì và bạn sẽ nhận được sự đột phá. Mọi thứ đã hoàn tất. Khi lời nói đã được thốt ra, Thượng Đế đã tạo ra một cách. Nhiệm vụ của bạn là tin tưởng Ngài và duy trì vâng phục trong quá trình. Bạn có thể tin tưởng Ngài. Bạn có thể yên tâm biết rằng Ngài đã tạo ra một con đường. Bạn sẽ nhìn thấy nơi hứa hẹn của mình. Gõ Chúa Giê-xu là Chúa nếu bạn yêu Chúa Giê-xu. Vợ hoặc chồng tương lai của bạn sẽ không hoàn hảo, nhưng hoàn toàn phù hợp với cuộc đời của bạn. Hãy bỏ đi ảo tưởng rằng bạn phải hoàn hảo hoặc tìm kiếm vợ hoặc chồng hoàn hảo để được phước lành. Thượng Đế làm việc theo cách bí ẩn và mỗi người có một câu chuyện tình khác nhau. Hãy cầu nguyện và bạn sẽ không bỏ lỡ điều gì đó dành cho bạn. Chỉ cần đừng quên mở cửa cho những điều bất ngờ. Gõ giúp tôi, Chúa để xin sự giúp đỡ từ Thượng Đế. Thượng Đế đang thay đổi mọi thứ. Như những người theo đạo Kitô, chúng ta phải hoạt động trong tinh thần mà không phải những gì đang xảy ra trước mặt chúng ta. Tôi phải cảnh báo bạn rằng sẽ có những sự phân tán và thử thách khi bạn đang di chuyển gần hơn và gần hơn với nơi hứa hẹn của bạn. Nhưng bạn không thể để nó khiến bạn quên điều Thượng Đế đã nói. Bạn nghĩ Thượng Đế đã khiến bạn chờ đợi vô ích. Bạn có nghĩ rằng nỗi đau này là vô ích? Bạn có nghĩ rằng những cuộc tấn công này là sự trùng hợp? Không. Mỗi lần tôi cầu nguyện, tôi có thể cảm nhận sự thay đổi tất cả. Và tôi đang chờ đợi nhiều hơn nữa để đến. Đó là thời gian. Giữ tay của cha và tin tưởng vào nó. Tất cả những gì bạn cần là có niềm tin. Bạn sắp thấy những điều sẽ làm bạn bị sốc. Và đừng quên nhắn tin cho tôi khi nó xảy ra.
Sự nhầm lẫn đang rời đi. Các cuộc tấn công đang dần tan biến. Những thử thách đang kết thúc. Mắt thường của bạn sắp nhìn thấy tại sao cuộc chiến lại kéo dài. Khi tôi đang cầu nguyện, Chúa đã cho tôi thấy một chú bướm đẹp và Ngài nói, quá trình chuyển tiếp đã hoàn tất. Nhiều người trong số bạn đã trải qua một cuộc chiến dài. Chúa đã dành thêm thời gian để định hình và chuẩn bị bạn cho những gì sắp đến. Mọi thứ bạn nhìn thấy chỉ là đau đớn, nhưng bạn không biết về vinh quang phía sau. Và khi Chúa cho tôi thấy chú bướm đó, tôi có thể nhìn thấy quá trình chuyển tiếp tuyệt đẹp mà nó đã trải qua để được bay. Nó phải trải qua một mùa im lặng và bóng tối, trong khi không chắc kết quả sẽ như thế nào. Mọi thứ sẽ bắt đầu đến đúng thời điểm. Mọi thứ sẽ đồng thời đến với nhau. Một điều sau một điều. Lần này, Chúa sẽ đi trước bạn. Đó không phải là thời điểm để chiến đấu hoặc làm cho mình kiệt sức để làm cho nó xảy ra. Đó là thời gian để an nghỉ trong Ngài. Ngài sẽ cứu rỗi bạn. Điều mà bạn đang cầu nguyện tồn tại, nó chỉ nằm xa mùa chờ đợi. Nó không phải lúc nào cũng cảm thấy thật. Đôi khi nó sẽ cảm thấy như đang trôi đi, nhưng nó vẫn còn đó. Nó vẫn đang đến. Chúa vẫn tốt, Ngài vẫn trả lời cầu nguyện và Ngài vẫn giữ lời hứa của Ngài. Đối với những linh hồn mệt mỏi, có một đám mây chiến thắng phía sau sự nhầm lẫn. Tôi thấy rằng nhiều người trong số bạn đang ở mùa bây giờ. Một số trong số bạn cảm nhận được điều đó. Bạn biết nhưng những gì bạn đang nhìn thấy không khớp với những gì tâm hồn của bạn đang nói với bạn. Chúa đang nói, đây là mùa bất ngờ đột ngột. Tôi cũng cảm thấy rằng một số trong số bạn đã chờ đợi rất lâu, nhiều năm cho một lời hứa. Một số còn 10 năm hay hơn, và Chúa đang nói, nó không thể xảy ra vào lúc đó, bởi vì nó được định sẵn để xảy ra bây giờ. Một số trong số bạn đã cố gắng, cầu nguyện và ăn chay mà không có kết quả. Nhưng đó không phải là lúc thể hiện nó, nhưng bây giờ là thời điểm. Sáng nay, tôi muốn chúc mừng bạn về sáng mới của bạn với chiến thắng, phúc lợi và tràn đầy. Có một đám mây ngay phía trên bạn đang nặng với những phúc lợi và sớm tràn đầy trên cuộc sống của bạn. Hãy đến gần với Chúa Giê-xu và phân biệt những cuộc tấn công khi chúng có thể rất nặng. Nhưng đừng quên rằng những cuộc tấn công là xác nhận tuyệt vời rằng bạn đang bước vào vùng đất mới. Bạn sắp chiếm lấy những lời hứa của Chúa trong cuộc đời của bạn. Hãy gõ tôi là con kế của Chúa nếu bạn muốn. Bạn đã ở trong kén của mình trong một thời gian dài. Bạn nhìn thấy sự đau đớn và tuyệt vọng trong khi Chúa thấy vinh quang của hậu quả. Ngài đang biến bạn thành một người mới đáng chú ý và cuối cùng bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của quá trình. Tin tưởng và hy vọng sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và tiếp tục đi đến phía trước. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ đơn độc trong cuộc hành trình của mình. Chúa sẽ luôn bên cạnh và hướng dẫn bạn đi đến đích cuối cùng của cuộc đời. Hãy tin rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn sau khi vượt qua chúng. Hãy cứ tiếp tục bước đi và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuộc đời luôn đầy những thử thách và khó khăn, nhưng hy vọng và niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua chúng và tiếp tục khám phá hành trình của mình. Không phải lúc nào bạn cũng tự tin và mạnh mẽ, nhưng đừng quên rằng bạn không đơn độc trên con đường đó. Hãy tìm đến những người yêu thương và hỗ trợ bạn, và luôn nhớ rằng Chúa sẽ luôn ở bên cạnh và hướng dẫn bạn đi đến đích cuối cùng. Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn sau khi vượt qua những khó khăn. Hãy cứ tiếp tục bước đi và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Chuyển đổi của bạn gần hoàn tất và bạn sắp bước vào một nơi mới tuyệt đẹp để phục hồi, hàn gắn và niềm vui. Bạn sẽ sớm bước vào chính nơi mà bạn đã được hứa hẹn và mọi điều tốt đẹp sẽ chảy trôi dễ dàng. Bạn không thấy được nhưng tay Chúa đang che chở bạn. Bạn sắp chuyển đến một nơi phong phú và tràn đầy. Đó là hai từ mà tôi được cho vào tháng 10 và tôi cầu nguyện để bạn cảm nhận được điều đó. Một số trong số bạn rất gần để đạt được sự đột phá trong các lĩnh vực đã bị trì hoãn. Nhưng chúng ta đều biết rằng khi chuyển sang cấp độ mới thì sẽ có ác quỷ mới. Vì vậy hãy cẩn thận.
kẻ thù sẽ sử dụng bất kỳ ai và bất cứ điều gì để phân tâm và sai đường bạn trong thời gian quan trọng này. Tôi thấy rằng một số trong số bạn đã bước vào đất đai của mình, nhưng kẻ thù đang gửi sự hỗn loạn và sự rối loạn để cản trở việc Chúa đang làm. Kẻ thù biết rằng bất cứ lúc nào bây giờ điều đó sẽ xảy ra. Gõ 222 để khẳng định điều đó. Bạn có thể không luôn cảm thấy được, nhưng Ngài đang ở đó giữa chúng ta và Ngài đang tạo ra một nơi hứa hẹn mới tuyệt đẹp. Nhưng để đến được nơi đó, bạn phải trải qua quá trình đầu tiên. Bạn sắp đến đó rồi, linh hồn đẹp, chuyển đổi của bạn gần hoàn tất. Tôi nhìn thấy những nơi mới và một khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi nhìn thấy một khởi đầu mới và cơ hội mới. Con ơi, nơi bạn nhìn thấy thất bại, Ngài nhìn thấy cơ hội để hiển thị quyền năng của Ngài. Tôi rất háo hức cho sự chuyển đổi của bạn. Đêm nay, lời cầu nguyện của tôi là Chúa sẽ làm điều gì đó để nâng cao đức tin của bạn lên một cấp độ khác. Tôi cầu nguyện để Chúa làm điều gì đó để cho bạn thấy Ngài vẫn đang làm việc. Đêm nay, tôi cầu nguyện bạn có một trải nghiệm với thần linh. Tôi thực sự cảm thấy rằng có nhiều người dưới sự phục vụ của tôi sẽ nghe từ Ngài sớm thôi. Gõ 1111 để khẳng định điều đó. Bạn có thể không luôn cảm thấy được, nhưng Ngài đang ở đó giữa chúng ta và Ngài đang tạo ra một nơi hứa hẹn mới tuyệt đẹp. Nhưng để đến được nơi đó, bạn phải trải qua quá trình đầu tiên. Bạn sắp đến đó rồi, linh hồn đẹp, chuyển đổi của bạn gần hoàn tất. Tôi nhìn thấy những nơi mới và một khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi nhìn thấy một khởi đầu mới và cơ hội mới. Con ơi, nơi bạn nhìn thấy thất bại, Ngài nhìn thấy cơ hội để hiển thị quyền năng của Ngài. Tôi rất háo hức cho sự chuyển đổi của bạn. Một ngày không xa, bạn sẽ thức dậy và tất cả mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Bạn sẽ biết tại sao bạn phải trải qua đau khổ. Bạn sẽ nhận ra rằng Chúa luôn lắng nghe và Ngài luôn tạo ra một con đường. Bạn sẽ tràn đầy niềm vui và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc chiến. Hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy phước lành đằng sau trận chiến này, bạn sẽ sớm nhìn thấy. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng Super Thanh. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy viết từ Amen trong phần bình luận. Nếu bạn biết ai đó yêu Chúa, xin hãy chia sẻ video này với họ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng, và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.